Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin nóng đáng chú ý và tôi đến từ tin nóng cà phê 24 giờ. Ba người thoát khỏi ngôi nhà bị phòng hỏa tại An Giang. Thành phố Hồ Chí Minh đột nhập bách hóa xanh, trộm xe máy, laptop và bảy thùng bia. Tặng máy tính bảng cho học sinh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh học trực tuyến. Kế hoạch tổ chức tang lễ cho nữ hoàng Anh bị do dỉ. Nín thở với màn lái máy bay xuyên qua đường hầm của phi công Ý taliban bị tố bắn chết cảnh sát đang mang thai quý vị thân mến và sau đây là một số thông tin chi tiết an giang ba người thoát khỏi ngôi nhà bị phóng hỏa Cảnh sát tìm thấy nhiều chai xăng bị cháy dở sau khi bà Võ Thị Nga, 49 tuổi, cùng con gái và cháu ngoại thoát khỏi căn nhà bị cháy ở thành phố Châu Đốc. Ngày 6 tháng 9, Công an tỉnh An Giang cho biết nghi can phóng hỏa có thể là người đàn ông từng quan hệ tình cảm với chủ nhà. Nhiều trinh sát đã vào cuộc truy bắt nghi can, làm rõ dấu hiệu tội phạm giết người. Trước đó, dạng sáng ngày 5 tháng 9, con gái bà Nga 24 tuổi phát hiện lửa cháy phía trước nhà. Chị Chi Hô chạy ra mở cửa nhưng bất thành, vị bị khóa bên ngoài. Bà Nga chạy ra phía sau căn gác, nhảy xuống đất, bị thương hô hoán hàng xóm cứu con và cháu ngoại, đang bị mắc kẹt bên trong. Người dân sau đó đã dùng búa phá khóa, dập lửa, bắc thang đưa hai mẹ con cháu bé ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, ngoài các chai nhựa, đựng xăng, cảnh sát tìm thấy nhiều vật chứng liên quan. Thành phố Hồ Chí Minh, đột nhập Bách hóa xanh, trộm xe máy, laptop và 7 thùng bia. Sau khi cắt khóa cửa hàng Bách hóa xanh ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Minh Chí về nhà cất xe rồi đi bộ ra lại cửa hàng lấy trộm một xe máy, một laptop và 7 thùng bia và một túi nước xả vải. Ngày 6 tháng 9, công an quận Tân Phú tạm giữ hình sự Phạm Minh Chí, 20 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 3 tháng 9, anh HVT 27 tuổi, nhân viên bác khóa xanh trên đường Trần Văn Cẩn, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, đến công an trình báo. Cửa hàng bị kẻ gian bẻ quá đột nhập, trộm cắp tài sản. Quả trích xuất camera an ninh, xác định trí là người nghi vấn nên công an phường Tân Thới Hòa mời về trụ sở làm việc. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, trí đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình tặng máy tính bảng cho học sinh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh học tập trực tuyến. Khi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức học trực tuyến, nhiều học sinh gặp khó khăn vì không có thiết bị học tập. Trước mắt, quận 10 hỗ trợ 100 bộ thiết bị học tập và tiếp tục vận động thêm 400 phần quà tặng cho các học sinh khó khăn. Ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kết nối yêu thương, tiếp sức đến nhà trường, trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn trên địa bàn. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trương Anh Đức và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu. Đầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hình thức dạy và học trực tuyến kết hợp với các hình thức tổ chức học tập khác trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn quận 10, còn 754 học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện trang thiết bị, điện tử để tham gia học trực tuyến. Chương trình kết nối yêu thương, tiếp sức đến trường chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 ngày 6 tháng 9 với sự đồng hành của VNPT Tân Bình và các nhà hảo tâm trao tặng 100 phần quà hỗ trợ cho 100 em học sinh. Mỗi phần quà gồm một máy tính bảng có tích hợp sim điện thoại, kết nối Internet, các bộ sách giáo khoa 20 cuốn và bộ dụng cụ học tập. Kinh phí dự kiến cho giai đoạn là 500 triệu đồng. Giai đoạn 2 tiếp tục triển khai sau ngày 6 tháng 9. Kế hoạch tổ chức tang lễ cho nữ Hoàng Anh bị do gì? Kế hoạch mật tổ chức tang lễ khi nữ hoàng Elizabeth qua đời bị dò dỉ với truyền thông khiến hoàng gia Anh giận dữ mở cuộc điều tra. Kế hoạch tổ chức tang lễ cho nữ hoàng Elizabeth II hay còn được biết đến với mặt danh Chiến dịch cầu London, lần đầu tiên được đăng trên tờ Politico và nhanh chóng xuất hiện trên loạt trang tin tức khác cuối tuần qua. Theo kế hoạch này, tang lễ của nữ hoàng sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày. Linh cữu của bà sẽ được đặt ở nơi tổ chức tang lễ 3 ngày cho phép công chúng tới viếng. Thủ tướng Anh sẽ phát biểu trực tiếp trên truyền hình toàn quốc và gửi lời tưởng nhớ đầu tiên tới nữ hoàng. Sau đó, nghi thức được bắn đại bác, đưa tiễn sẽ được diễn ra trên khắp đất nước. Nín thở với màn lái máy bay xuyên đường hầm của phi công Ý. Phi công Ý Dario Costa thực hiện màn bay mạo hiểm xuyên qua hai đường hầm Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong khoảng 44 giây, hãng thông tấn Anadolu đưa tin phi công người Ý Dario Costa đã phá kỷ lục thế giới là người thực hiện chuyến bay dài nhất xuyên đường hầm. Màn bay mạo hiểm này được thực hiện tại đường hầm xuyên núi tại quận Kataka của Istanbul. Ngày 4 tháng 9, chiếc máy bay bắt đầu lan bánh trong đường hầm thứ nhất và bay qua cách mặt đất chỉ 1 mét, cách hai bên đường hầm 4 mét. Theo thông báo của hãng Ritz-Bull, tổng chiều dài quãng đường từ lúc cất cánh cho đến khi máy bay ra khỏi đường hầm thứ hai là 2,26 km và chuyến bay được thực hiện trong chưa đầy 44 giây, tốc độ trung bình là 245 km trên một giờ. Phần nguy hiểm nhất trong chuyến bay được cho là đoạn mở ở giữa hai đường hầm, ông Costa cho biết ngay sau khi máy bay ra khỏi đường hầm thứ nhất đã bị chạch sang phải do bị gió tạt, Tôi phản ứng và chỉ tập trung vào việc lái máy bay trở lại đúng đường bay để đi vào đường hầm còn lại, ông Costa kể lại. Taliban bị tố bắn chết cảnh sát mang thai. Lính Taliban bị tố hành hung và nổ súng bắn nữ cảnh sát Afghanistan khi đang mang thai. Xong lực lượng này phủ nhận cáo buộc. Nữ cảnh sát được truyền thông địa phương xác định là Bunenega, bị bắn chết trước các thành viên gia đình bên ngoài căn nhà của họ ở thành phố Firokas, thủ phủ tỉnh Gol, miền trung Afghanistan. BBC dẫn lời ba nguồn tin nói rằng thành viên Taliban đã đánh đập và bắn chết Naga, người thân của cô cũng cung cấp hình ảnh cho thấy máu vương vãi trên tường ở góc phòng, một thi thể và khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn. Các thành viên trong gia đình cho biết Naga làm việc tại nhà tù địa phương và đang mang thai 8 tháng.